Chào mừng các em đến với tiết học mỹ thuật lớp 6 của trường Trung học cơ sở Lê Lợi. Hôm nay, cô và các em cùng nhau tìm hiểu tiết thứ 2, bài số 3, tranh in hoa lá trong chủ đề biểu cảm của màu sắc. Để chuẩn bị cho tiết học, các em cần phải có sách giáo khoa mỹ thuật lớp 6. Cái thứ hai, giấy A4, giấy bìa có thể dùng để làm khung tranh. Nào, cô mời các em cùng cô ôn lại bài cũ nhé. Ở hoạt động 1, cô và các em đã tìm hiểu và khám phá tranh in hoa lá. Hoạt động 2 là hoạt động kiến tạo kiến thức, kỹ năng. Chúng ta đã tìm hiểu cách tạo bức tranh bằng hình thức in. Ở hoạt động 3, luyện tập sáng tạo, các em đã tạo được một bức tranh in hoa lá. Và ngày hôm nay, cô và các em cùng nhau tìm hiểu qua hoạt động 4, đó là hoạt động phân tích đánh giá, trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Và hoạt động số 5, vận dụng phát triển, tìm hiểu nghệ thuật in trong cuộc sống. Ở cách tạo một bức tranh bằng hình thức in, các em đã biết cách lựa chọn hoặc tạo những vật liệu có bề mặt nổi làm khuôn in. Các em đã sử dụng phương pháp bôi màu vào khuôn và in hình lên giấy để tạo thành một bức tranh. Sau đó, các em in thêm hình, màu, tạo sự hài hòa và nhịp điệu cho bức tranh. Và cuối cùng là các em hoàn thiện được một bức tranh. Sau khi các em đã tạo ra được một bức tranh in hoa lá, thì ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Để trưng bày được sản phẩm và chia sẻ, cô sẽ hướng dẫn các em đóng khung tranh. Để tạo được một khung tranh cho bức tranh in hoa lá, các em cần phải chuẩn bị giấy màu, giấy bìa, bìa cạc tông, kéo, băng keo, keo hai mặt, vân vân. Các em sẽ cắt khung tranh cỡ khoảng 15-20. Sau đó, các em sẽ chọn bố cục sao cho cân đối và hợp lý. Có thể dán tranh lên trên một cái tấm bìa cho có cái độ cứng. Để treo được một bức tranh, các em cần phải đục lỗ và cột dây. Sau khi tạo xong một cái khung tranh thì các em có thể đặt ở vị trí nào hoặc treo ở góc nhà mà các em yêu thích nhé. Ngoài bức tranh in hoa lá, các em cũng có thể sử dụng hoa lá để in lên trên túi giấy như thế này.
hoặc là các em sử dụng hoa lá để tạo ra một bức tranh chân dung của các em. Các sản phẩm của các em có thể chia sẻ cùng bạn bè, trưng bày sao cho đẹp mắt nhé. Ở hoạt động vận dụng và phát triển thì hôm nay cô và các em cùng nhau tìm hiểu nghệ thuật tranh in trong đời sống. Với kỹ thuật in đồ họa được sử dụng khá phổ biến trong đời sống, có thể tạo ra tác phẩm mỹ thuật, nâng cao giá trị sử dụng và tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Quan sát và chỉ ra cho cô và các bạn được biết hình trong tranh, màu sắc, đường nét, cách tạo tranh như thế nào nè. Hai bức tranh in thuộc lĩnh vực đồ họa tạo hình được thể hiện bằng cách gián tiếp đưa chấm, nét, hình, màu từ một khuôn in lên mặt giấy để thể hiện ý tưởng của họa sĩ. Bức tranh sử dụng để trang trí phù hợp trong nhiều không gian khác nhau các em nhé. Và nghệ thuật in tranh đồng hồ nằm trong dòng tranh dân gian của Việt Nam chúng ta có từ lâu đời. Tranh đồng hồ được in trên giấy gió quét màu đẹp. Sau khi in xong thì người ta có thể sử dụng các vật liệu để người ta chấm thêm đường nét để tạo thành một bức tranh được hoàn chỉnh hơn. Và để nối tiếp hoạt động thực hành, các em hoàn thành một bức tranh hoa lá theo ý thích nếu như các em chưa vẽ. Sau khi vẽ xong, các em có thể trưng bày và chia sẻ cùng các bạn trong lớp hoặc trong nhóm. Lưu ý, các em trưng bày sản phẩm ở góc học tập, phòng khách, tùy theo không gian nhà của các em nhé. Củng cố bài, các em hãy nhắc lại cách tạo bức tranh bằng hình thức in. Để in được một bức tranh hoa lá thì các em thứ nhất phải lựa chọn hoặc tạo những vật liệu có bề mặt nổi làm khuôn in. Thứ hai, các em bôi màu vào khuôn và in hình lên giấy để tạo một bức tranh. Các em có thể in thêm hình, màu, tạo sự hài hòa và nhịp điệu cho bức tranh. Và cuối cùng là các em hoàn thiện một bức tranh. Ngoài ra các em tạo bức tranh in hoa lá thì các em cần phải chọn khuôn in bằng vật có sẵn hoặc tự tạo, thực hiện in tranh hoa lá theo ý thích của các em. Tiết học của các em đến đây là kết thúc. Cô dặn dò các em vài ý như sau. Các em hoàn thành sản phẩm tranh in và chia sẻ cùng các bạn. Và các em nhớ chuẩn bị cho tiết sau nhé. Màu, giấy, bìa, keo dán, kéo, vân vân. Nếu như các em có thắc mắc hoặc là chưa rõ ở phần nào, các em có thể hỏi trực tiếp giáo viên bộ môn của các em nhé. Các em nhớ chăm sóc sức khỏe và học tập tốt. Cô mến chào các em nhé. Thank you.
Hey.